Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với DMP Vlog. Đây là Phong Xẻo. Đây là Hiếu Siêu Nhận. Đây là Hàng Dô. Hàng Dô. Vâng, thưa các bạn, hôm nay thật là tuyệt vời bởi vì hôm nay bọn tôi rất là vui mừng vì đáng nhẽ là tối qua bọn tôi định làm cái hành trình mà chúng tôi đi tìm, đó là bọn tôi được tặng một fan tặng quà. Được chưa? Và đây chính là món quà mà fan tặng cho DMP Vlog. Ở đây chính là đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, tặng DMP Vlog Phong Xẻo 0988901112. Tuyệt vời! Vỗ tay! Được chưa? Vỗ tay! Vỗ tay! Ôi, tuột cả tuột đồng hồ, Hiếu Hiếu Siêu Nhân bấm đồng hồ. Và sau đây là Phong Xẻo, Hiếu Siêu Nhân với lại Hàng Dô, thấy chưa? Hôm nay sẽ mở quà xem là quà này là có cái gì. Và bây giờ là Hiếu Siêu Nhân sẽ trực tiếp mở quà. Ok. Rồi, dao. Ok. Đây, Hiếu Siêu Nhân đang lấy dao. Ok, và bắt đầu mở quà. Hồi hộp quá. Không biết là cái gì nhỉ? Cậu Phong nhỉ? Cậu Phong nhỉ? Yeah. Đấy, các bạn đây đang mở quà. Không biết hồi hộp là cái gì? Không biết hồi hộp không biết là cái gì. Đây, Hiếu Siêu Nhân vẫn đang mở quà. Hàng trắng. Lần đầu tiên Phong Xẻo được fan tặng quà. À quên, lần thứ hai chứ. Lần đầu tiên là cái mũ. Ôi, rồi. Hàng cấm. Thưa các bạn, hàng cấm. Yeah, và chúng ta sẽ theo dõi xem trong quà là có gì. Có một cái túi. Ai cái DMP Vlog này, hai cái mũ. Nhìn này, các bạn nhìn có mũ DMP Vlog này. Đấy, DMP Vlog này. Đợi luôn. Yeah. Đấy. Áo này. Áo cung kinh. À, áo DMV Vlog này. Đấy. Ôi, có cả màu đen nữa cơ. À, có cả màu đen, thấy chưa? Đâu đâu tôi review cái áo này. Đấy. Ông xem còn có cái gì nữa không? Dạ. Yeah. Thế rồi. À, còn có cả thư. Ôi. Thư các bạn có cả thư này. Đấy, đây có cả thư này. Đấy. Sau đây là Hàng Dô sẽ đọc cho các bạn nghe đây, cái thư, bức thư này, thấy chưa? À, thôi tôi đọc luôn này. Đấy, cái gì đây? Thân tặng DMP Vlog. DMP Vlog dạo quanh YouTube thấy cái Vlog này kỳ ghê, toàn làm mấy cái buồn cười không à, nhưng cũng lạ, cứ xem là tò mò cái ông Phong Xẻo ông định nghịch cái gì mà lôi cả mấy đứa xỉu nhi cái gì đây vô, ông cũng như trẻ con rồi thì ngộ ra à, mình cũng lớn rồi vậy mà cũng chẳng nghịch được như cái tên Phong Xẻo cái gì à? Rồi cái gì nữa đây à, ông sướng thật, thích là làm chẳng phải nghĩ nhiều, hài mình thì bận đến không dám nghĩ đến sở thích, thi thoảng lắm thì ngồi xem YouTube vì cơ bản bận quá, mấy cái vlog chân chất quê của ông ấy hay cười ngoác mồm thôi. Để thay lời cảm ơn cá nhân mình không dám đại diện cho những khán giả YouTube, xin tặng DMP Vlog món quà nhỏ, mong rằng các bạn hãy luôn nhiệt tình như vậy, tôi tin các bạn sẽ sớm thành công, sẽ còn làm được nhiều điều hay hơn thế nữa. Good luck khán giả yêu thích, giấu tên. Gì không đã mặc rồi, giờ cắt ngay rồi thì tôi đã cho đâu mà mặc, được chưa? Các bạn đây là Hiếu Siêu Nhân này đấy, người ta tặng cho quá đẹp. Mà bây giờ Phong Xẻo Hiếu Siêu Nhân đi thay áo xem là đổi dạng như thế nào. Thay rồi. Ok. Và các bạn đợi tí nha. Ok, đứng xuống dưới đây. Vâng, thưa các bạn, đây là Phong Xẻo và Hiếu Siêu Nhân trong một cái bộ cánh mới. Báo cáo các bạn, đây là quà mà fan tặng cho Phong Xẻo và Hiếu Siêu Nhân. Và sau đây tôi sẽ review cái món quà thật là tuyệt vời này của một fan tặng cho DMP Vlog. Đó chính là chiếc mũ DMP Vlog. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Tôi cũng bất ngờ khi mà cậu học trò đấy lại hỏi là thầy ơi gửi cho em một cái logo. Thế tôi gửi logo rồi đấy. Các bạn này rất là tuyệt vời và bắt đầu tôi review. Đây, áo chất liệu đen tuyệt vời. Thấy chưa? Trên này có chữ DMP Vlog đấy. Đằng sau này nó có cái gì đây? DMP Vlog, và đây là Hiếu Siêu Nhân. Đấy, Hiếu Siêu Nhân sướng cười.
Đấy, có tôi như thế. Đấy, đây là rất tuyệt vời. Thôi, không cần vì review được chưa? Và bây giờ sẽ là cuộc trình diễn thời trang đi catwalk của Hiếu Siêu Nhân và Phong Trọng. Bây giờ là Hiếu Siêu Nhân bắt đầu đi thời trang. Người gái. Vâng, thưa các bạn, tuyệt vời. Đấy. Yeah. Các bạn, đây là một bộ nữa này. Đấy, đây là màu tím thủy chung này. Thấy chưa? Đấy, xin giới thiệu các bạn là cái chất liệu vải rất là tuyệt vời. Tôi review thấy là rất là đẹp. Chất liệu vải tôi sẽ review vẫn tiếp tục Hiếu Siêu Nhân. Cười gái này. Đấy, nụ cười rất là tuyệt vời nha. Đấy, trên này có logo. Đấy, chất liệu áo rất là mát, thấy chưa? Sướng. Thấy chưa? Bên này đang xem nào. Ai giời, DMP Vlog và là có Hiếu Siêu Nhân. Tuyệt vời. Và xin trả lời các bạn đấy, tuyệt vời. Chúng tôi cảm nghĩ rất là sướng. Hiếu Siêu Nhân nó đang cứ cười chưa? Đấy, mỗi người có hai áo, một áo màu đen và một áo màu tím. Và xin cảm ơn rất nhiều đối với fan. Và sau đây lại tiếp tục một cuộc trình diễn thời trang đối với sắc màu áo tím thủy chung. Xin mời Hiếu Siêu Nhân. 1, 2, 3. Ok, và nói thật là phát biểu cảm nghĩ về cái bức thư bạn ấy tặng, đó là bạn ấy rất là quý kênh DMP Vlog. Thực ra đây cũng là một tình cảm của cậu học trò. Đấy chưa? Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và Phong Sẹo Hiếu Siêu Nhân sẽ cố gắng xây dựng kênh DMP Vlog với những cái sự chuyên nghiệp của mình. Tức là chúng tôi ở đây là những người chưa biết gì để làm YouTube nhưng mà vẫn được các bạn ấy ủng hộ và các bạn ấy chia sẻ, đặc biệt lại còn có quà nữa thì là tuyệt vời. Thật sự là cái tình cảm này nó làm cho chúng tôi ở đây là rất là không biết nói thế nào cả. Đây, xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và trong thời gian tới thì DMP Vlog và Phong Sẹo Hiếu Siêu Nhân sẽ cố gắng hết sức mình trong cái khả năng của mình để làm tốt nhất để chúng tôi có những cái video hay hơn, tốt hơn và phục vụ được nhu cầu của đại đa số các khán giả. Bởi vì thực ra là nó cũng như trong một cái xã hội thu nhỏ thôi, có người thích, có người không thích. Nhưng không sao cả, cứ nhiệt tình và chiến đấu đến hết mình. Ok, và các bạn thấy video hay hãy like, share và comment và ủng hộ cho DMP Vlog. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Xin chào.